Rồi, chào buổi sáng thứ hai đầu tuần, chúc anh em mua bán đắt kèo của chú bác mình gần xa thật nhiều sức khỏe ha. Vừa nhập đội hai con quay A anh em ơi. Đó, xe quay A 50 dọn mới nha anh em. 5 triệu 500 ngàn một con ha. Mình đề giấy tờ đầy đủ, máy ru. Bình mới cho anh em mình luôn ha. Đó, bình mới cho anh em mình đề luôn ha. Đó, xe bánh mâm nha anh em, một cặp xe quay A bánh mâm. Biển số 71 nè. Đó, 71H1 9993 xém 99 luôn ha. Đó, rồi con là 71S7 7955. 5 triệu 500 ngàn một con cho anh em mình về cày bừa đi làm rồi ha. Đó, bình đề với tài đầy đủ, máy ru ha. Con này thiếu ba ga, em sẽ gắn cái ba ga thêm cho anh em mình ha. Con kia thì có ba ga ha. Đó, xe dọn mới đẹp sạch sẽ liền lạc hết đó anh em ơi, áo sống mới ha. Dàn chân thì cũng được thay mới ha, cái nào xài được thì em tận dụng thôi. Cái nào không được cũng thay mới cho anh em mình luôn ha. Đó, bình đề với tài đầy đủ, máy im luôn nha. Ok hết nha, anh em ghé tham khảo để chạy thử nha. Được con nào ok thì mình giao lưu, không được cái nào không giữ ý thì em chỉnh cho anh em mình nha. Đó, giá chỉ 5 triệu 500 ngàn một con quay A dọn mới anh em ơi, Trung Quốc nha. Trung Quốc dọn mới cho anh em mình đi cày vừa ha. Đó, xe đồ đẹp, xe còn liền, chất lượng luôn ha. Cái nào mà yếu hay cũng bị không được, thay mới cho anh em mình luôn ha. Giống như xe nè, ổ khóa nó yếu quá, em kéo nó mới cho anh em mình luôn nha. 5 triệu 500 ngàn cho con quay A nha. Quay A 110 anh em mình cài bừa nữa ha. 110 phân khối nha. Xe này là xe Trung Quốc đời đầu nha anh em. Đời đầu em dọn mới nguyên con lại nha. Bán cho anh em mình đi cày bừa ha. Anh em mình có nhu cầu mà có xe cũ dọn thì ghé đây thổi em luôn, thổi dọn anh em ơi. Anh em đưa xe cũ đây, bù trừ chút tỉnh hợp lý, lấy xe này về anh em mình chạy liền, khỏi phải sửa, khỏi phải chờ đợi ha. Xe dàn chân thì em dọn sạch sẽ đẹp hết rồi ha. Đó, thịt te đầy đủ luôn nè anh em. Xe số còn đầy đủ, làm đẹp cho anh em hết, sạch sẽ hết rồi ha. Đó, bánh mâm luôn, bình đề với tờ đầy đủ, máy im luôn ha. Đó, đồng hồ cái nào mà yếu cũ làm thay mới cho anh em luôn, như này nè. Đó, đồng hồ đẹp sạch sẽ cho anh em luôn ha. Rồi, anh em mình chơi được con nào thì alo em ha. Số điện thoại em là 0346854213. Đó, địa chỉ mà gần cầu Cái Gà, xã Long Thới, huyện Gia Lộc, tỉnh Bến Tre. Tay ga thì cũng còn rất là nhiều nè. Xe quay nè, con này 3 triệu nè anh em ơi. 3 triệu ha. Đó, bánh mâm thì từ 4 triệu ha. Đó, rồi xe này thì 3 triệu mấy nè, cho anh em chở hàng, có 3 ga sẵn luôn cho anh em về chở hàng liền nè ha. Tay ga thì 2 da tê, xe Nhật luôn, Suzuki Nhật, bình đề với đầy đủ, máy im. Con này 3 triệu 100 đồng anh em ơi. Tila 3 triệu rưỡi. DH nè. Con đi hát nhật cho anh em cày bừa chở hàng nè, 4 triệu 200 ngàn. Có ba ga sẵn luôn ha. Đó, có ba ga luôn sắt nè, có ba ga bánh mâm luôn cho anh em mình chở hàng ha. 4 triệu 200 ngàn bữa thì anh em hỏi rất là nhiều nè, chừng có rồi thì anh em chưa hỏi chưa em bán nữa, cái anh em là hỏi tiếp ha. Xe nè, xe mất cái đuôi cá sao ha, được cái máy móc đầu cọc nguyên viên đầu của nó nha, đầu nồng đúng đi hát luôn nha, nó lăn năm lửa, đầu nồi ổng đúng đi hát luôn nha. Đó, có lên trước lên phục hơi nè, dưới cái đèn led nè. Đó, lên phục hơi cho anh em cày bừa chở hàng ha. Ba ga sắt nè, 4 triệu 200 ngàn, máy ru Jupiter Nhật giá 3 triệu Việt Nam đồng nè, xe Nhật luôn em ơi, nguyên con máy Nhật im ru, 3 triệu Việt Nam đồng cho anh em mình chở hàng ha. Yamaha luôn nha. Đó, em chơi được xe nào thì alo ha. Cảm ơn em rất là nhiều, chúc anh em buổi sáng mua bán tắc kèo của chú bác gần xa mình thật nhiều sức khỏe ha. Cảm ơn anh em rất nhiều.